Thưa quý vị, thưa bà con, thay vì là nuôi ếch thuần theo như những mô hình thông thường, thì hiện nay một số người dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang thực hiện mô hình nuôi ếch ghép và mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Và cụ thể thì mô hình này đã mang lại hiệu quả cho những người dân ở đây ra sao? Mời quý vị và bà con cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Sau vài lần thất bại, đến nay anh Bổng đã có 6 vèo nuôi 30.000 con ếch và đợt này anh chọn thả cá trê bên dưới vèo. Vèo được thiết kế bằng lưới bao phủ bên ngoài, treo trong ao. Vì ếch là loài sống lưỡng cư nửa dưới nước, nửa trên cạn nên nước trong vèo phải vừa đủ. Và thả tấm bi tít để ếch đeo bám, hít thở không khí, tắm nắng và ăn mồi. Thì nói chung thì quá trình nuôi ếch cũng tương đối dễ, có nghĩa là mình chỉ hàng ngày thì mình chỉ cho ăn 2 lần là buổi sáng và buổi chiều. Thì đối với ếch nhỏ thì mình có thể cho ăn thêm buổi trưa để cho ếch nó mau phát triển. Thì mình chỉ chăm sóc nó là thì quan sát coi ếch có bị bệnh hay gì không thì mình phải tiến hành mình phải xử lý. Thức ăn chính của cá ếch và cá trê là thức ăn công nghiệp hỗn hợp dạng viên nổi, có độ đạm phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Ngoài ra, khi nuôi ếch trong vèo kết hợp thả cá trê vàng, góp phần làm giảm 50% lượng thức ăn cho cá trê và giảm ô nhiễm môi trường do dư thừa thức ăn trong chăn nuôi ếch. Nuôi ếch kết hợp với cá trê vàng thì sử dụng cái da của ếch với các chất thải của ếch để cung cấp một lượng thức ăn cho cá trê vàng. Thì trong cái quá trình như vậy thì cái lượng của thức ăn của cá trê vàng nó sẽ giảm khoảng 50%. Thì mình chỉ cho cá trê là ăn khoảng 50% cái phần đó. Ếch thịt nuôi từ 2,5 tới 3 tháng xuất bán với giá bán dao động từ 25 tới 30.000 đồng. Trong đợt xuất bán này, 6 vèo trung bình đạt 6 tấn sau khi trừ các khoản chi phí mang về cho anh lợi nhuận 40 triệu đồng. Đối với cá trê lai bán với giá 22.000 đồng 1 kg, cá trê vàng nuôi từ 4 đến 5 tháng có thể xuất bán. Thì nói chung là mong muốn sắp tới thì cũng có coi nhà nước cũng phải đầu tư cũng như cho vay để cho nông dân người ta có cái nguồn vốn để người ta cái tiếp tục cái nuôi cái mô hình này thêm. Thì bản thân tôi thì có lẽ sẽ mở rộng cái quy mô lớn hơn nữa. Nuôi ếch trong vèo kết hợp với nuôi cá trê là một mô hình mà anh Nguyễn Văn Bổng đã mạnh dạn đầu tư thực hiện quy trình kép trong chăn nuôi. Đây cũng là mô hình phù hợp với những nông dân ít đất sản xuất, mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân.